Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món ăn mới thật là ngon. Cách làm cũng vô cùng đơn giản và rất là nhanh. Đó là món gà quay da giòn. Thì mình nghĩ là đối với món này thì mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau và có rất là nhiều cách làm luôn. Thì đây cũng là một trong những cái cách mà mình áp dụng, mình thấy ưng ý và gia đình của mình ăn thấy ngon. Cho nên là mình quyết định mình chia sẻ đến với các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cũng như là áp dụng thành công nha. Để làm được món gà quay da giòn á, thì hôm nay mình có mua ở đây á, là hai đùi gà gốc tư. Mình cân lên được là 650 gram. Mình vẫn chưa sơ chế nha các bạn. Một chút nữa mình sẽ đi sơ chế, làm sạch và khử mùi hôi cho gà. Tiếp theo nữa ở đây mình chuẩn bị là 4 củ hành tím, 3 tép tỏi, 1,5 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh mạch nha, 1,5 muỗng canh nước tương hay còn gọi là xì dầu đó các bạn. Tiếp theo nữa đó là 1 muỗng canh dầu hào và 2 muỗng cà phê ớt bột. Ở đây mình dùng loại ớt bột ít cay. Bạn nào mà ăn cay giỏi thì các bạn chọn cái loại ớt Việt Nam cũng được, loại cay nha. Bây giờ thì mình bắt tay vào thực hiện món gà quay da giòn này nhé. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế gà. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Tiếp theo mình cho đây 2 muỗng canh bột mì hơi vung. Rồi mình cho đây 1 ít nước. Bây giờ mình sẽ nhồi vớt qua với bột mì khoảng 5 phút. Rồi đây là đùi gà sau khi mình đã sơ chế, mình rửa sạch qua với nước rồi các bạn. Mình để cho khô ráo hoặc là các bạn sẽ chậm cho đùi gà khô ráo. Bây giờ mình sẽ đi xăm. Mình sẽ xăm ở bên bên trong thịt gà như thế này để khi mà mình ướp á, gia vị thì sẽ nhanh thấm. Mình chỉ xăm phần bên trong thôi. Các bạn có thể là dùng nĩa cũng được, hoặc mình có đồ xăm là mình dùng cái xiên tre giống như vậy nè. Rồi tương tự bên đây cũng vậy luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hết hành tím và tỏi vào trong cái cối để mình đi giã nát nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết tỏi và hành tím mình đã giã nát mình cho vào đây. Mình cho vào đây một tí tiêu nghệ, bột nghệ á các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây mạch nha. Nước tương. Dầu hào. Dầu mè. Ớt bột. Rồi mình sẽ mang qua tay vào mình massage đều. Mình sẽ bọc thực phẩm lại. Mình ướp gà với cái sốt này trong khoảng thời gian á, ít nhất á, là 30 phút nha các bạn. Nếu mình ăn liền, còn nếu như mà các bạn có nhiều thời gian hơn thì các bạn sẽ ướp khoảng 1 tiếng, hoặc là mình để qua đêm thì sẽ càng ngấm ngon hơn nữa. Nhưng mà với thời gian lâu hơn á, lâu hơn 30 phút á, thì các bạn nhớ là mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh nha, để tránh cho gà của mình nó bị mất tươi đó. Sau khi mình đã massage đều hết rồi, bây giờ thì mình sẽ để yên ở đây để cho gà có thời gian thấm gia vị, ít nhất là 30 phút. Nếu như mình ăn liền
Còn nếu có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Rất là thơm luôn, màu rất là đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho một miếng giấy bạc vào trong nồi chiên không dầu. Mình thoa lên đây một ít dầu. Gà đã ngấm rồi mình sẽ cho gà vào mình đi nướng. Rồi ha các bạn, đây nồi chiên không dầu của mình nè, vừa đủ 2 đùi gà gốc tư luôn. Nồi của các bạn mà nhỏ hơn á thì các bạn sẽ mình nướng từng cái nha. Còn ở đây á là cái nước mà nước sốt để mình ướp gà lúc nãy nè các bạn, mình vẫn còn dư, mình không có bỏ đi. Mình sẽ làm cái sốt để mà mình quét lên da gà. Bây giờ trước khi mà mình đi nướng gà, mình sẽ chuẩn bị luôn cái nước sốt để quét lên da gà ha. Mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê mật ong. Tiếp theo mình cho vào đây 1/2 muỗng canh giấm gạo. Thì tùy theo độ chua của giấm mà các bạn tăng chỉnh cho phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn nha. Mình cho đây 1/2 muỗng canh như thế này. Mình sẽ trộn đều cái nước sốt này lại, chờ cho gà chín thì mình sẽ quét lên. Rồi ha các bạn, sau khi mình đã nướng gà đủ thời gian rồi, bây giờ mình sẽ quét cái nước sốt mình đã chuẩn bị để mình quét lên cái da gà như thế này để tạo cái độ giòn và màu sắc đẹp mắt cho món gà nướng gà quay của mình. Rất là thơm luôn. Thì như mình đã nói là tùy theo nhiệt độ của mỗi lò mà các bạn điều chỉnh cái thời gian cũng như là cái nhiệt độ cho nó phù hợp nha. Nếu mà các bạn lần đầu tiên các bạn làm mình chưa có quen lò thì các bạn chỉnh nhiệt độ thấp thôi. Mình quét cái nước sốt đó mình cũng hạn chế mình lấy cái xác xác tỏi xác hành ha, mình né nó ra, mình chỉ lấy cái nước sốt thôi, quét đều hết luôn. Bây giờ mình sẽ cho lại vào trong nồi chiên không dầu và mình sẽ chỉnh ở nhiệt độ là 180 độ C trong khoảng thời gian là 5 phút thôi. Rồi nước sốt của mình vẫn còn dư các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái nước chấm. Cho hết nước sốt vào trong chảo. Mình không có bỏ bất cứ nguyên liệu nào hết nha các bạn. Và mình cho vào thao 100ml nước lọc để mình tráng hết gia vị còn sót lại, mình cho vào trong nước sốt luôn. Rồi các bạn ơi, đây là gà quay của mình. Rồi mình nấu nước sốt sôi bùng lên. Mình cho vào đây thêm 1/2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào. Các bạn có thể là nêm nếm cái nước sốt phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nha. Mình thích đậm nhạt nữa thì các bạn điều chỉnh vào lúc này, chờ cho nước sốt sôi bùng lên và hơi sánh nhẹ thì mình sẽ tắt bếp. Rồi được rồi ha các bạn, lúc này nước sốt của mình nè đã sánh lại được như thế này, mình sẽ tắt bếp nha. Rồi các bạn, đây là thành phẩm của mình đó. Mình có cho cơm nè, rau dĩa nè, ăn kèm với kim chi, các loại rau như xà lách nè. Đây là đùi gà quay của mình. Giờ thì mình sẽ rưới cái nước sốt lên cơm. Khi nào ăn thì các bạn sẽ rưới sốt lên ha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cách làm món gà quay da giòn thật là ngon và đẹp mắt. Cách làm cũng đơn giản như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích đó, thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết công thức ướp cũng như là cách làm gà quay da giòn tại nhà như thế này ha các bạn. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để phản hồi đến với các bạn. Một lần nữa chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!